Hello cả nhà, hôm nay chị Tuyền sẽ đích thân hướng dẫn cho mọi người trên cái clip chính chủ này luôn. Là bởi vì là chị Tuyền muốn hướng dẫn cho khách hàng mình hiểu rõ hơn cái cách xài BB cream như thế nào là hiệu quả. Thì thứ nhất là trước khi khách hàng mà muốn xài bất cứ một sản phẩm nào, chúng ta phải rửa mặt thật sạch. Đây là cái bột rửa mặt, giá của nó là 379.000. Trước khi mà muốn xài hiệu quả thì chúng ta phải kết hợp với bột rửa mặt, rửa sạch cái mặt của mình xong, rồi sau đó lau mặt thật là khô. Và sau đó tiếp theo chúng ta thoa một lượng lớp mỏng BB cream lên da mặt của mình, chấm 5 điểm đều và chúng ta massage mỏng nhẹ đều. Mỏng thật là mỏng cho chị Tuyền. Một ngày chúng ta xức 2 lần, sáng một lần, tối một lần cho chị Tuyền nha. Và tiếp theo đó chính là khi mà chúng ta xức xong rồi á, thì chúng ta nên giữ cho cái mặt của mình nó khô, rồi sau đó chúng ta mới đi ngủ nha mọi người, buổi tối gần vậy nha. Và khi mà nó trong 3 ngày hoặc là 2 ngày nó có hiện tượng đỏ sưng là cái hiện tượng rất là bình thường nha mọi người. Trong 3 ngày nó có hiện tượng đỏ sưng là nó rất là bình thường. Ví dụ như nó đỏ quá hoặc nó sưng tấy quá là nó hiện tượng là nó đào thải được độc. Và thứ hai nữa là nó đẩy hết những chất dơ trong da mặt của mình, cho nên cái hiện tượng đó rất bình thường. Sau khi nó sưng đỏ, khách hàng ngưng giùm em, ngưng đắp sữa tươi không đường để cho cái da mình nó bong trong vòng 3 đến 5 ngày nó đẹp, rồi sau đó chúng ta mới dưỡng kem lại nha mọi người. Sau khi mà chúng ta bong hết rồi, chúng ta ngưng, chúng ta cất cái chai này chúng ta giữ để 15 đến 20 ngày chúng ta xài tiếp nha, tại vì nó rất là hiệu quả. Chính vì sao một đêm nó hiệu quả quá cho nên là cái sản phẩm này đang hút hàng rất là lớn, cho nên là mong khách hàng thân yêu hiểu một điều rằng là khi chúng ta xài nó đỏ nó sưng là cái chuyện rất là bình thường nha. Đó,